bị nói bắt chước Hoàng Thùy Linh, Phương Mỹ Chi và Hòa Minzy đáp trả ra sao. Khi tung ra MV mới, cả Hòa Minzy và Phương Mỹ Chi đều vướng nghi vấn bắt chước, ăn theo đàn chị Hoàng Thùy Linh. Trong làng nhạc Việt những năm gần đây, Hoàng Thùy Linh gây dựng cho mình thương hiệu riêng khi sử dụng nhiều chất liệu dân gian trong các tác phẩm của mình như Đền Mị Nói Cho Mà Nghe, Xì Tình, Duyên Âm, Gieo Quẻ. Có lẽ vì Hoàng Thùy Linh quá thành công với những ca khúc mang âm hưởng dân gian nên những ca sĩ sau đó khi tung ra những ca khúc thuộc dòng nhạc này đều bị đưa ra so sánh. Mới đây nhất, ca sĩ Phương Mỹ Chi tung ra MV Vũ Trụ Có Anh sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng trong thị trường nhạc Việt. Ca khúc này hòa trộn các yếu tố từ phương Đông như ca trù, ngụ cung đến phương Tây như disco, yếu tố trong phim Disney. Điều này nhanh chóng khiến ca sĩ trẻ vướng phải nghi vấn ăn theo Hoàng Thùy Linh khi theo đuổi dòng nhạc dân gian đương đại. Trước ý kiến này, nữ ca sĩ trẻ khéo léo trả lời, không thể nói người trẻ ăn theo khi làm về văn hóa dân tộc, cũng không nên dùng những từ không hay đó làm chùn bước thế hệ trẻ. Không riêng Phương Mỹ Chi, trước đó khi Hòa Minzy tung ra MV Thi Màu, nữ ca sĩ quê Bắc Ninh cũng gặp phải ý kiến cho rằng cô bắt chước đàn chị Hoàng Thùy Linh. Đối diện với luồng dư luận này, Hòa Minzy thẳng thắn cho hay cô đã dự liệu được việc khán giả sẽ so sánh cô với đàn chị. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không cảm thấy phiền lòng về việc này. Tôi biết trước sẽ có câu hỏi về chị Hoàng Thùy Linh. Khi tôi tung poster ca khúc, đã có nhiều tranh cãi và so sánh. Tôi bị nhiều người nói là đi theo trào lưu. Hòa Minzy cũng cho biết, ca khúc Thị Màu đã được đích thân nhạc sĩ Huy Tuấn chọn cho cô từ cách đây 8 năm trước nên không thể nói rằng cô bắt chước đàn chị. Chị Hoàng Thùy Linh có nhiều thứ để tôi học tập, sáng tạo, chỉn chu, chuyên nghiệp, chăm chỉ. Nhưng để nói là tôi học tập để ra bài này thì không phải. Có thể thấy thời gian gần đây, các ca sĩ bắt đầu hứng thú với những ca khúc mang âm hưởng dân gian đương đại. Điều này chứng tỏ khán giả cũng chuyển hướng và quan tâm đến dòng nhạc này. Nhưng công bằng mà nói, có thể cho rằng Hoàng Thùy Linh là người đi trước và thành công trong xu hướng âm nhạc này, nhưng như thế không đồng nghĩa với việc các ca sĩ khác cũng theo đuổi xu hướng này là ăn theo hay bắt chước. Các chất liệu trong văn hóa dân gian là tài sản chung của nhân loại, của mỗi quốc gia chứ không phải của riêng bất cứ ai. Việc giới trẻ, văn nghệ sĩ sử dụng chất liệu dân gian cho sản phẩm của họ là điều đáng khuyến khích bởi nó sẽ góp phần lan tỏa, giữ gìn những nét đẹp truyền thống.